Tôi xin mời máy của bác Diệu Hà và xin bác Diệu Thành chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính xin thầy cho con hỏi một câu. Theo pháp môn niệm Phật hộ niệm cầu vãng sanh thì phàm phu tội trước sau dày không thể tự mình diệt hết nghiệp hay trả hết nghiệp được. Vậy những người bị chết đục tử tối nay đi ngủ sáng mai đã không thấy, đó là đã ra đi. Theo thế gian nói người đó đã trả hết nghiệp, đã ra đi, vậy có đúng không? Con xin tri ân công đức của thầy. Nên nói cho nó thật tâm là người nó cái mạng sống đời này đã hết, người ta mới bỏ cái mạng sống đó mà ra đi, tức là bỏ cái thân xác này ra đi thì đúng. Cho nên nói là người này đã hết nghiệp ra đi thì không đúng. Nhớ nha, cái nghiệp nó theo chúng ta đời đời kiếp kiếp nhiều. Cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp trong quá khứ đấy, nó có theo chúng ta tới vô lượng đời, vô lượng kiếp nữa. Có nhiều cái nghiệp chúng ta chưa trả nổi. Cho nên cái quả báo nó có cái sinh báo, nó có cái hiện báo và nó có cái hậu báo. Cầu báo, cái hiện báo là mình làm cái gì nó ra dừng ra cái đó liền, tức là ví dụ như là mình ăn cái đồ ăn mà không có kiêng kỹ nó bị vô trong con trong ruột mình, nó bắt mình phải tiêu chảy do cái nghiệp mình ăn sở ý nó thành quả báo liền, nó gọi là hoa báo. Còn sinh báo thì nó tới ba đời nữa, ba đời nghĩa là một đời này cũng chưa hết lắm. Còn cái hậu báo đó, chư vị ở cái hậu báo là nó có thể nó kéo từ cái nghiệp từ trong vô thủy tới bây giờ không có dẫn đâu. Cho nên mình mới nói là cái người đó đã hết cái mạng sống rồi, tức là cái thọ mạng của họ hay là coi là cái thân nghiệp báo này nó đã mãn hạn rồi thì người ta ra đi, người ta chết thì đúng, chứ còn đi hết nghiệp ra đi thì không phải đâu. Còn nghiệp nhiều lắm chứ không phải hết nghiệp đâu nha Diệu Hà. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân công đức của thầy.